Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nói một chút về phần nhân nghĩa. Đây là cây quạt phong thủy, có viết hai chữ thư pháp là nhân nghĩa. Thánh nhân Khổng Bồ Tử dạy chúng ta ngũ thường. Đạo làm người là bao gồm nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Nhân là cái đầu tiên, là nhân tính, là tính người, ý nghĩa là khuyên chúng ta sống trên đời phải biết yêu thương, chia sẻ tình thương cho mọi người, không sống tham lam ích kỷ. Lễ là thứ nhì, lễ là lễ nghi phép tắc. Lễ nghĩa phù hợp với văn hóa truyền thống, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục. Nghĩa thứ ba có nghĩa là chánh nghĩa, chúng ta phải binh vực lẽ phải và yêu chuộng lẽ phải, không làm những điều trái với lương tâm, không ủng hộ những điều sai trái. Trí là thứ tư, trí là trí tuệ, là sống trên đời chúng ta phải có trí tuệ, biết phân biệt đúng sai thiện ác. Tín là thứ năm, có nghĩa là chữ tín, uy tín, là sống trên đời chúng ta phải biết giữ lời hứa. Người xưa có câu một lần thất tín, vạn lần bất tín. Trong cuộc đời chúng ta muốn làm được người tốt thì chúng ta phải có đủ năm điều này: nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Như ông Đào Dừa khi xưa ông có nói, bạo tàn bạo diệt chỉ có nhân nghĩa là trường tồn. Trên đời chúng ta chỉ cần sống tốt, có nhân có nghĩa thì điều tốt sẽ đến với chúng ta. Chúng ta không cần tham lam, không cần tranh giành, không cần ích kỷ. Thiểu dục chi túc, biết đủ thường vui. Không tranh với người, không cầu ở đời. Chúng ta không cần tranh, không cần cầu, chỉ cần sống ta sống tốt, có nhân nghĩa, đạo đức thì điều tốt sẽ đến với chúng ta. Tôn giáo nào cũng dạy chúng ta những điều hay lẽ phải hết, quan trọng là chúng ta có làm được hay không. Rồi, chúc mọi người có nhiều sức khỏe, luôn an lành hạnh phúc trong cuộc sống, bên gia đình và người thân. Chào mọi người.